Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy sản xuất, lưu thông, xuất khẩu nông sản. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành chỉ thị 26 về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản. Đẩy mạnh lưu thông, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai một số nhiệm vụ cấp bách. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần chỉ đạo các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm không đứt gãy chuỗi sản xuất nông nghiệp. Bộ cũng cần rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho sản xuất vụ tiếp theo, nhất là các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nông sản ở các tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp phải bảo đảm đáp ứng đầy đủ nông sản cho nhu cầu tiêu thụ trong nước và chế biến, xuất khẩu trong mọi tình huống, đặc biệt là các tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, Bộ cần tổ chức liên kết hiệu quả vùng nguyên liệu với sơ chế, chế biến, bảo quản để nâng cao giá trị gia tăng. Cũng theo yêu cầu của Thủ tướng, nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp là chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh phát triển sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản cho các vùng, khu vực đã khống chế được dịch COVID-19 để hỗ trợ, bù đắp phần thiếu hụt cho các địa phương khác, nhất là các tỉnh, thành phố phía Nam, và tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của hai tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng, tiêu thụ nông sản phía Bắc và phía Nam. Đồng thời, phía Bộ phải có chỉ đạo và tăng cường giám sát việc tái cơ cấu nông nghiệp theo 30 sản phẩm là sản phẩm chủ lực quốc gia, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP bảo đảm tiến độ và hiệu quả, xây dựng, triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế số trong nông nghiệp, xây dựng mã số vùng trồng, mã định danh cho cơ sở chăn nuôi, cơ sở nuôi trồng thủy sản, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, an toàn thực phẩm, tăng cường quảng bá, tiêu thụ nông sản thông qua các kênh xúc tiến thương mại, dịch vụ, nhất là thương mại điện tử, chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống các loại dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng và thủy sản. Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp chủ trì, phối hợp với các bộ ngoại giao, công thương thúc đẩy mở cửa thị trường xuất khẩu nông sản chính ngạch sang Trung Quốc, sầu riêng, khoai lang, chanh leo, na, bưởi, tổ yến, thủy sản. Bộ Nông nghiệp cần khẩn trương đàm phán thống nhất với cơ quan liên quan của Trung Quốc giảm tỷ lệ kiểm dịch động thực vật vào thị trường Trung Quốc, chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan đánh giá tác động, phổ biến, hướng dẫn các địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp việc thực hiện, đáp ứng các thủ tục, quy định đối với quản lý chất lượng nông sản nhập khẩu của thị trường Trung Quốc tại lệnh 248. Lệnh 249 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Cuối cùng, Bộ Nông nghiệp phối hợp Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chính sách hỗ trợ giống, cây trồng, vật nuôi, thủy sản cho nông dân để khôi phục sản xuất tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Bộ cần phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất biện pháp phù hợp trong áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến thay đánh giá trực tiếp, hoặc gia hạn tối đa 6 tháng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, quyết định chỉ định đã hết hạn, thành lập tổ công tác theo chỉ đạo của Thủ tướng. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải thành lập tổ công tác để hướng dẫn tư vấn chuyên môn phòng, chống dịch cho cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị vận tải lưu thông hàng hóa và kịp thời tham mưu giải quyết ngay khi có các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cần chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản để tránh đứt gãy chuỗi sản xuất nông nghiệp, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và thúc đẩy tăng trưởng. Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương không để ách tắc trong sản xuất, lưu thông hàng hóa, tiêu thụ nông sản và di chuyển lao động liên tỉnh, liên huyện. Tuy nhiên, địa phương vẫn phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh, nhất là thực hiện 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Đặc biệt, chính quyền địa phương cần ban hành chính sách hỗ trợ chủ xe, lái xe giảm chi phí vận chuyển, tiêu thụ nông sản và lưu thông vật tư nông nghiệp. Chỉ thị 26, CT, TTG cũng nêu rõ, các địa phương có cửa khẩu chủ động hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về kho bãi, bảo quản hàng hóa nông sản, dịch vụ vận tải, hậu cần thương mại tại cửa khẩu, tăng cường kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo thông quan xuất khẩu nông sản trong mọi tình huống. Chỉ đạo chính quyền các cấp trên địa bàn không ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện trái với quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của các bộ ngành về lưu thông hàng hóa. Thủ tướng cũng động viên hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp phát huy tinh thần tự lực tự cường, chủ động nắm bắt thông tin, nhu cầu thị trường, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, hội nhập kinh tế quốc tế.